Xin chào tất cả các bạn ở chơi môn bài lá bịp. Thì ngày hôm nay thì công ty cầu bịp làm một cái video giới thiệu để các bạn cái sản phẩm là kính Mỹ 9D nhìn xuyên bài. Thì với cái sản phẩm này thì các bạn đi đến chỗ chơi thì các bạn luôn bộ bài này vào là các bạn nhìn thấy bộ bài này là nhìn thấy lưng của nó đấy. Thì tôi sẽ cho bạn xem cái cấu tạo của kính Mỹ 9D này. Đây là hộp kính Mỹ 9D USA đấy, nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về. Thì bên trong sẽ có một bộ mắt len như này đấy. Cái này thì nó rất là mỏng luôn đấy, rất là chơi dễ chơi và mỏng. Khi mà đeo, ưu điểm là đeo êm mắt này, không đau mắt này, không cọ mắt này. Đây, tôi sẽ lấy kính cho bạn xem này. Thì khi các bạn lấy thì các bạn nên dùng cái tăm bông này để các bạn lấy cho nó đỡ bị hỏng kính, rách kính nhé. Đấy, nó rất là mỏng rồi. Bên này trong một cặp cái kính này đấy, các bạn lấy ra các bạn để lên tay đeo đấy, để như này đấy. Đấy, vì nó rất là mềm và mỏng, đeo không cộn mắt này, không đau mắt này. Đấy, nhìn bài là siêu nét luôn này, các bạn nhìn được đấy, nhìn thấy chưa, rất là mỏng luôn. Thì khi đeo cái kính này thì nhìn bài nó sẽ như thế nào, thì đây thì cái kính, đây kính thử tôi sẽ lắp vào camera này và cho bạn xem. Đây thì đeo cái kính lắp camera nó sẽ màu như này. Các bạn mà đeo kính Mỹ vào mắt thì nó sẽ rõ hơn. Khi tôi đeo cái kính thử này, đây một cái bộ bài này, đây đây các bạn này, đây một bộ bài này. Khi mà đeo kính này đấy, bạn nhìn thấy con quy này đấy, mà mình không đeo kính mình bỏ ra nó như nào. Đây tôi sẽ bỏ cho bạn xem nó như một bộ bài bình thường luôn nhá. Tôi cái đợt ấy và tôi đo cho bạn, đọc cho bạn xem từng con một nhá, rất là rõ luôn này. Đây, quy này, G này, 10 này, 10 là hình nhờ dấu cộng này, 9 này, 8 này, 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, ác này. Đấy, chất này, nhìn thấy cái chất này là chất con ca cừ này. Đấy, ca cừ này, các bạn nhìn thấy không? Đây, ca cừ đây. Đấy, đây là con quy cơ này. Đấy, G này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Rất là rõ nét luôn, các bạn đeo vào mắt thì nó bằng kính 9D nhưng thì nó còn rõ gấp 10 lần luôn. Đấy, đánh tất cả môn bài áp dụng nó rất là ok luôn. Đấy, cho bạn xem như vậy. Mình chia cho bạn xem. Đấy, bạn nhìn rõ nhỉ? Rất là ok luôn. Đấy. Thì với cái kính Mỹ 9D này thì các bạn là phải đi theo bài của nó. Bài thì bây giờ tôi có tất cả mẫu bài ở Việt Nam, tất cả các vùng miền luôn. Chẳng hạn như bài rồng đỏ rồng vàng. Đây cho bạn xem này. Đấy. Và Việt Nam rất phổ thông cái loại bài này, là bài Double K 2021 này. Đấy. Bài đỏ kim cương này. Vỏ trắng này. Xẻ quạt này. Đấy, và đô la. Đấy, đô la trắng, đô la vàng. Đây. Đây là cái bài đô la. Nên trong khu vực phía bên tây rất là chơi. Thì các bạn lưu ý một mình một điều là khi cái bộ kính này, cái kính mắt tròng này là phải đi với bài, đi theo bài của nó. Khi các bạn đeo kính này phải đi theo bài nó thì nó mới nhìn được nha. Còn bài bình thường mà chọn là không thể nhìn được. Thì nhà tôi thì bài rất là nhiều, mẫu mã rất là nhiều luôn. Đó. Cái loại gì cũng có để cho các bạn để chơi. Bên nhà tôi có hai trụ sở chính ở Hà Nội và Sài Gòn. Thì các bạn mua thì các bạn có thể qua trực tiếp Hà Nội và Sài Gòn, các bạn alo cái số điện thoại trên màn hình. Đấy, thì ngoài kính Mỹ 9D này nên cho tôi còn bán thêm cái kính nhá của Nhật Bản này, kính nhôm. Đấy. Kính đeo rất ok và kính nhá. Mỹ hộp gỗ này, rất nhiều dòng kính để cho các bạn lựa chọn nhá. Các bạn cứ alo ở video trên màn hình. Thì cái số điện thoại đấy. Sản phẩm kính này thì đeo rất là bền luôn, các bạn đi chơi cả năm luôn không hỏng được. Đấy. Cái video tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn cái máy đánh bài bịp mã vạch. Xin chào tất cả các bạn, nghe mình thì công ty máy đánh bài bịp CVK này làm cái video để giới thiệu các bạn cái sản phẩm là máy đánh bài bịp mới nhất của hãng. Đầu tiên thì giới thiệu các bạn cái máy đánh bài CAC 700. Đấy, được ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 Plus.
đấy, rất là đẹp luôn máy. Tiếp theo là một con máy bài CVK 900 được ngụy trang trên một chiếc iPhone 13 Pro đấy, và CVK 680S được ngụy trang trên này một chiếc iPhone 8 Plus đấy, rất là đẹp luôn. Và một con máy bài CVK được ngụy trang trên này một chiếc máy Samsung. Đấy, tôi sẽ đi vào chi tiết test cho các bạn từng con máy để thấy tốc độ của hải nó như nào nhá. Đầu tiên là tôi test cho máy bài CAC này. Con máy bài là con máy bài mới nhất của hãng CVK, hỗ trợ 12 camera và tốc độ báo bài là nhanh nhất bây giờ luôn. Đấy, đây là một cái dòng máy bài cao cấp của hãng. Mỗi một cái máy bài này thì nó sẽ có một cái mật khẩu riêng chỉ có các bạn mới đăng nhập được. Với cái máy đánh bài này các bạn có thể chơi được tất cả môn bài ở Việt Nam, ngoài Bắc chơi 3 cây này, liêng, sâm, phẩm, trắng. Trong Việt Nam các bạn chơi được bài cào này, bình sập sám này, bình Ấn Độ, gò hơn lá biểu. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn thử cái môn bài đó là môn bài liêng nha. Khi các bạn chơi đó, là các bạn không thể để cái loa kia này được, nó sẽ kết nối vào một cái tai nghe như Bluetooth như này. Đấy. Đây. Nó sẽ kết nối vào cái tai nghe Bluetooth này, rất là nhỏ và gọn. Đây cho các bạn xem tai nghe Bluetooth siêu nhỏ nó này. Đấy. Rất là nhỏ luôn. Đấy, tôi vừa đặt cái máy ra đọc cái bài báo và nó báo ngay. Đấy, nó rất là nhanh luôn. Đây, đặt nó báo đây. Đấy. Môn bài liêng, máy báo 2 là 2 lớn nhất rồi. Đấy. 2 là 7 điểm, 1 2. Đây 7 điểm này. Cho bạn xem. 7 điểm là lớn nhất trong cái môn bài bán bài này. Những nhà này số 1 đây. Đấy. Nhà này là 5 này. Trong quá trình các bạn chơi nhé, là các bạn phải tăng giảm số người chơi bằng nút âm lượng ở đây. Đấy. Tôi sẽ test cho các bạn một ván nữa này. 5 người chơi. Đấy, tôi sẽ bắt đầu test cho các bạn 5 người chơi này. Máy khi bài mà các bạn chơi bạn đặt xuống là nó báo. Và người ta cắt đi là báo tiếp. Đấy. Vẫn 5. Đấy, cắt là báo. Cắt lại các bạn này. Cắt này. Đấy. Yeah. Khi các bạn đặt bài xuống bạn cắt đi nó báo lại tiếp. Năm người chơi mèo báo 2. Đấy. Đây, 7 điểm này. Lớn nhất. Đấy. Những nhà lại không qua được cái nhà 7. Đấy thì test cho bạn qua vậy để bạn thấy tốc độ báo ảnh của nó. Các bạn lưu ý cho mình để báo máy báo là nhanh và chuẩn xác tuyệt đối luôn. Đấy, các bạn lưu ý cho mình như vậy. Cái này thì chơi được rất nhiều môn bài. Tôi sẽ chuyển sang cái môn bài cào ở miền Nam đi. Đây, tôi sẽ chuyển cho các bạn cái môn bài cào nhé. Chuyển môn chơi rất là nhanh luôn, chỉ cần 5 giây là chuyển xong thôi. Đây, môn bài cào này. Bài đặt ngang dọc không quan trọng. Đấy. Máy báo 2. 4 người chơi. Môn bài cào ở miền Nam. Đấy. 1, 2 này, 9 điểm lớn nhất này. Đấy, môn bài cào này. Những nhà còn lại không qua được rồi. Đấy. Tiếp theo, test luôn cho các bạn một cái môn nữa là môn bài binh Ấn Độ. Đây con máy bài CAC 700 mới nhất hiện nay luôn. Test cho các bạn gọi là binh Ấn Độ này, hay còn gọi là ba cây đôi, hay gọi là binh sáu lá, trong miền Nam là binh sáu lá. Đây. Đặt tà báo này, máy báo 3 này, 1. Binh 6 lá này ở trong miền Nam chơi là chia 6 lá. Đấy, để tôi sẽ cho các bạn xem này, đây bài 1, 2, 3, máy báo 3 này, đây là nhà lớn nhất này. Đấy. Đây là 9, 5.
đấy, chia ra xếp cái này 9 năm đấy, lớn nhất trong cái bán bài này, những cái nhà này còn lại nó không thể qua được luôn đấy. Thì trụ sở cửa hàng là có 2 trụ sở, một là ở Sài Gòn, 2 là ở Hà Nội, các bạn có thể cho trực tiếp. Rồi tiếp theo thì sẽ test đến con máy CVK9 chậm. Tôi sẽ test từng con một. Này tôi sẽ đánh cho các bạn một liêng nhá. Con CVK 900 sẽ đánh liêng nhá các bạn. Đây, để sẽ để đánh liêng nhá. Đây. 3. Đấy, 3 người, 3. 5 người chơi. Đang cài đặt 5 người chơi này vào 3. Đấy. 1 2 3 này, nhà 3 này. 6 này. Là lớn nhất. Những nhà còn lại không qua được luôn. Đây. Máy báo là chuẩn xác 100% luôn. Con máy đánh bài CVK 900 này các bạn nhìn này rất là đẹp luôn. Hỗ trợ là 13 camera. Đấy. Trên iPhone 13 rất là đẹp luôn. Báo là cực nhanh và chuẩn xác. Tiếp theo giới thiệu đến các bạn con máy đánh bài CVK 680. Đây. Đây là con máy đánh bài CVK 680S. Đấy, test cho các bạn luôn. Môn là bài liêng. Đấy, test liêng các bạn nhé. Cái này thì đặt bài ngang dọc quan trọng. Phải đặt là bài dọc này. Ba mày báo 3-4 người chơi đấy, còn đấy là quan trọng là khi bạn đặt bài xuống nó đã báo rồi, đấy là tốc độ báo bài của nó là như vậy đấy, chuẩn xăng 100% luôn đấy. Bạn nhìn này, 1 2 3 này, như này đấy, rất là ok luôn, báo chuẩn luôn. Các bạn chơi, các bạn tăng người chơi này đấy, tăng lên 5 người chơi này. Khi có người ra vào các bạn bấm cái luôn lượng tăng hoặc giảm theo ý các bạn luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Máy báo 5 là 5 lớn nhất rồi. Đấy, liêng luôn này. 3, 4, 5 liêng luôn này. Máy báo 5 này. Đấy, rất là chuẩn xác luôn. Thế tiếp theo là một con máy bài tầm trung tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Đây. Đây là máy bài tầm trung, còn một của hãng CVK, máy tầm trung giá rẻ nhá. Không hẳn là rẻ nhưng mà là tầm trung. Mềm hơn những cái dòng cao cấp này. Đấy, test cho các bạn xem luôn bài liêng luôn này. Các bạn muốn biết chi tiết về máy thì các bạn kết bạn Zalo xuống thoại trên để tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn xem luôn. Đấy, quay trên video này thì nó sẽ không được báo quát hết được. Đây. Đấy, máy 33. 4 người chơi. Đấy các bạn, quan trọng là đặt xuống là báo luôn rồi. Đấy, liêng luôn này, 1 2 3 liêng này, 5 6 7 này. Đấy, chuẩn xác luôn. Thì các bạn có nhu cầu mua hàng các bạn đến trực tiếp trụ sở Hà Nội và Sài Gòn nhá. Bên cạnh máy thì còn những cái phụ kiện kết nối như đồng hồ này, các bạn đeo vào đây các bạn nó sẽ quét bài báo bài này. Đây là phụ kiện kết nối. Điện thoại Nokia kết nối bao vạch này. Đấy. Ví hay là hộp quẹt đủ hết nhá. Đây là ví. Khi các bạn chơi những cái phụ kiện này, những cái máy chủ các bạn để trong người, các bạn đặt thế nào trước mặt này là ok. Đấy, các bạn nhu cầu mua hàng bạn liên hệ trực tiếp Zalo nhé, hoặc số điện thoại đến trực tiếp cửa hàng để mà test. Tôi cảm ơn các bạn xem kia. Chào tất cả anh em.
Ngày hôm nay thì tôi làm một video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm để anh em chơi một bài lá là kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì bên tôi là có thể nhập khẩu và cung cấp phân phối tất cả những cái dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài để giúp anh em chơi. Nhập khẩu từ các nước như Mỹ, Nhật, Hàn. Đấy. Thì trước mặt anh em đây là một cái bộ kính tôi nhập khẩu ra từ Mỹ. Đấy. Đây. Tôi cho anh em xem. Made in USA. Cái bộ kính này là một bộ kính đẳng cấp nhất hiện nay, giúp anh em đeo vào mắt êm mắt, không cộn mắt, và đặc biệt là nhìn bài cực rõ luôn. Đấy, như chơi bài ngược anh em nhá. Và cái bản kính này tôi bảo hành cho anh em 1 năm. Đấy anh em, vấn đề kính này anh em có thể dùng được 3-4 năm. Bên cạnh cái kính của Mỹ thì bên tôi phân phối lên cái kính của Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây, anh em có thể thấy đây. Và cái loại kính khác nữa đó là kính của hộp gỗ. Kính này cũng là của Mỹ anh em nhá. Đây, tôi cho anh em xem cái hộp nó này. Đây là một cái sản phẩm gọi là đỉnh cao. Đây. Tí nữa thì tôi sẽ tháo luôn cho anh em cái mắt để anh em xem. Thì cách sử dụng kính áp tròng này như nào? Thì khi anh em đeo vào mắt á, thì anh em nhìn cái bộ bài á, nó như chơi bài của họ anh em nhá. Thì đây tôi sẽ đeo cái kính thử vào trong cái đấy thì nó, anh em nhìn này. Đấy. Cái bộ bài nó sẽ bình thường thì nó sẽ như thế này. Đấy, bình thường thì sẽ như này. Đấy. Không nhìn thấy mắt thường là không nhìn thấy gì, nhưng mà tôi sẽ đeo kính thử vào trong cái mắt camera. Chắc chắn là cái kính thử thì nó sẽ không được nét bằng khi anh em đeo cái kính áp tròng này vào mắt được rồi. Thế tôi vẫn đeo cho anh em xem. Đây. Đây như anh em nhìn rõ này, như con này con 8 này. Đây. Đấy. Con này là con át này. Đấy. Con này con K này. Cái này có thể nhìn được cả chất anh em nhá. Đấy. Như con này là con Piso này anh em này. Đây anh em nhìn cái góc này. Đấy. Con này là con 2 anh em nhá. Đây con 2 này, tôi sẽ cho nhìn anh em xem này. Con 2 này. Con 7 này. Con 6 này. Con 5 này. Con 4 này. Con 3 này. Đấy, khi bỏ kính thì lại như này. Đấy. Tôi lại đeo kính vào này. Đấy, con 4 này. Đấy, con 3 này. Đấy, anh em chơi bài mà chơi như bài ngược ấy. Đánh cái này thì anh em chắc chắn là thắng 100% rồi. Thì bên cạnh cái bài phổ thông, bài lớp cao 2001 này. Đây thì bài rất là phổ thông ở Việt Nam. Thì nhà tôi còn cung cấp tất cả những cái mẫu bài khác trên thị trường. Thì nhờ anh em hỏi tôi như này, cái kính này có nhìn được bài ngoài chợ không? Tôi nói luôn là không, phải bên bài bên nhà tôi phân phối nhá. Anh em mua hàng anh em alo trực tiếp số điện của tôi này, 0984 80 149. Còn đại lý lớn trong cái lĩnh vực cung cấp cái thiết bị ở cờ bạc bịp ở Sài Gòn cũng như Hà Nội. Đấy thì bài bây giờ tôi phân phối tất cả mẫu bài từ các bài nước ngoài, những mẫu bài nước ngoài đấy như này, và những cái bộ bài rồng đỏ và rồng vàng như này. Đấy, những cái bài này ở ngoài Bắc chơi rất là khủng, kinh khủng luôn. Đây tôi xem cho anh em xem đường bài, cái bài rồng vàng như nào này. Đấy, anh em đeo và anh em nhìn thấy bài như bài ngược luôn này. Còn đây là rồng đỏ này anh em này. Đó, cái hộp của nó đây này. Thì bên cạnh cái rồng đỏ, rồng vàng thì có bên đó còn cái bài nhựa, bài hộp nhựa như này. Đây là bài nhựa nha anh em nhá. Ngoài bài nhựa thì bên tôi còn có cái mẫu bài khác nữa để cho anh em khu vực miền Tây chơi, đó là chính là cái bài đô la vàng. Đây anh em này, đây là cái bài đô la vàng anh em nhé. Anh em nhìn hộp này, đô la này, bài đô la này anh em này. Đấy,